màn hình liền camera 360 độ loại gì hả anh em? Hôm nay em đã giới thiệu cho anh em một con hàng màn hình liền camera 360 ngon bổ rẻ. Tại sao em lại nói ngon bổ rẻ? Bởi vì là đây là một bộ màn hình liền camera 360 thuộc thương hiệu ZTEC và model là Z18360. Đó, con này thì camera 360 siêu nét nhá, 360 siêu nét này. Đấy, nhìn thấy cả lông chân luôn. Các tính năng nghe nhạc, xem phim giải trí, bản đồ dẫn đường, tất cả mọi thứ đầy đủ cả. Có thêm bản đồ hỗ trợ cảnh báo giao thông giúp anh em đi các tuyến đường xa rất là yên tâm, không lo là ăn phạt nguội hay là quá tốc độ nữa nhá. Đây, bản đồ Việt Map S2 rất là ngon. Tính năng nghe nhạc, xem phim giải trí trực tuyến kết nối qua wifi hoặc sim 4G. Bản đồ Google Map. Đó. Đây, giải trí. Cái này thì mạng em nó hơi chậm một chút thôi. Các cái phím trên vô lăng này vẫn giữ nguyên nhá. Đó, sử dụng rất là tiện lợi và tặng thêm cho anh em cái phần mềm ra lệnh giọng nói nữa nha anh em nhá. Đấy, với cái tầm tài chính chưa đến 10 củ mà anh em đã hoàn thiện lắp đặt một bộ camera liền camera, bộ màn hình liền camera 360 siêu ngon. Thì nếu anh em đang tham khảo cũng như cần lắp đặt những cái bộ màn hình ngon bổ rẻ như này, em mời qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Tây Nguyên anh em nhá.